cái xử lý lòn lòn vô trước trong đó trước đi. Về chứ xe vô ấy đi. Để vậy luôn hả? Ông vô đây nè chứ ông đứng ở đó thì lon, nhưng mà nó xuống ông vịt kịp không? Rồi. Bạn ông phải vô, ông phải qua đây nè. Ngay nha, miễn ngay xuống là đâu bạn à. Rồi đạp luôn, đạp luôn đi, đạp cho nó luôn. Rồi, nó ăn ngoài là chịu.